cho các bạn qua hai ngày hôm nay là à, cộng đồng Việt Nam ở hải ngoại cũng như ở trong nước rất là sửng sốt về vụ xe tải đông lạnh chở 39 người và bị 39 người đã bị mất mạng trong quá trình vượt biên trái phép bằng xe tải đông lạnh thì có nhiều thông tin là có trong 39 nạn nhân có ít nhất là 30, à, là 6 người người Việt Nam hôm nay trên trang web uh, báo router thì đoàn tin là một uh, một uh, giáo sứ ở Việt Nam nói là hầu hết những nạn nhân đến từ 39 nạn nhân đến từ Việt Nam đây trang trang web router đưa tin sớm ngày hôm nay ngày chủ nhật ngày 27 tháng 10 thì à, cảnh sát điều tra ở Việt Nam đang lấy mẫu tóc và máu của những người à, bà con, cha mẹ, họ hàng để xác, nhằm à, đưa đến à, anh để xác định um, người à, người mất. trong cái mẫu tin này chụp có tình hình chụp à, người cha rất là đau thương hay là Nguyễn Đình và ông Nguyễn Đình già cha của Nguyễn Đình Lượng 139 có thể là 139 nạn nhân trong vụ 39 người chết nhé các bạn cái mẫu tin này thì nói là thứ tư vừa rồi thứ tư vừa rồi trong một cái xe tải đông lạnh đi từ 30, đi từ phía cho miền trung nước Anh đi vào mà uh, qua biên giới thì uh, những cái nạn nhân này không thể chịu nổi trong quá trình 10 tiếng trong xe tải đông lạnh nên đã chết ngạt trong cộng đồng Việt Nam thì nhận trên Facebook thì có cái hashtag là drift 39 chia buồn uh, cho 39 nạn nhân ông trong bản tin này cũng có nói là ông Nguyễn Đình già ông nói là có ông có đứa con là 20 tuổi là Nguyễn Đình Lượng đang cố gắng đến Anh uh, sau khi qua Pháp để tìm kiếm một cuộc sống tốt đẹp hơn và bây giờ cảnh sát ở Việt Nam đang đến lấy thử mẫu ADN tóc và máu ông nói Cha của cô Nguyễn Phạm Thị Thị Trà My người mà gửi cái mẫu tin cuối cùng đến gia đình rất là tội nghiệp là nói là ba mẹ ơi con không à, con không chuyến đi thà xuất ngoại của con không thành công xin lỗi ba mẹ con chết vì không thở được trong cái vụ này thì đã có ba người bị bắt để điều tra cái đường dây buôn người này ban đầu thì cảnh sát ở anh tin rằng hầu hết những nạn nhân là người trung quốc nhưng uh, sau khi những tin tức từ việt nam và cũng như những uh, trong cộng đồng người việt thì có thể rất nhiều người việt trong 39 người mà một cha xứ ở nghệ an tin rằng hầu hết là 39 người này là người Việt Nam. Cảnh sát ở Anh thì nói rằng những cái người này khi mà đi vượt biên trái phép thì không có mang, không có mang những ký giấy tờ nhận dạng nên nó khó khăn cho họ trong việc nhận dạng nên họ cảnh sát yêu cầu Hoặc họ cộng đồng người Việt giúp đỡ để nhận dạng cho những cái nạn nhân này, những nạn nhân xấu số này. Ok, đây là một bản tin rất 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 là buồn đối với cộng đồng người Việt đại hải ngoại cũng như là người Việt trong nước. Một lời khuyên cho các bạn muốn đi xuống ngoại là các bạn nên kiếm những con đường hợp pháp, hợp pháp và chờ đợi cơ hội của mình. Đừng đi theo những cái, cái chương trình mà bất hợp pháp, rất là nó rất là khổ cho các bạn mà cũng như là cái rủi ro rất là cao chào các bạn